Trước khi bước vào những trận chiến với độ khó cao, cả đội được nhận thêm một thành viên mới. Kẻ mà được giới thiệu rằng có Sten vượt trội hơn cả họ. Không ngờ, đó lại chỉ là một con chó. Nó không hề biết nói tiếng người cũng chẳng hiểu. Nhưng Sten tạo ra từ cát lại mạnh đến bất ngờ. Để xem tận mắt sức mạnh của chú chó Iggy này, hay cùng đến với kẻ ngáng đường tiếp theo. Một tên luyện sư bị mù. Tên này đã hạ sát hai phi công vừa mang Iggy tới. Đến khi nhóm tới nơi, còn tận mắt trông thấy Sten của hắn chui ra từ bình nước. Thấy vậy thì Jotaro liền dùng ống nhòm để tìm kẻ địch giữa sa mạc. Nhưng trong tầm nhìn vài cây số không thấy bóng ai. Con Sten của hắn thì vẫn vô tư hoạt động. Đó là bởi vì con Sten định vị con mồi theo âm thanh được truyền trên mặt, mà chủ nhân của nó cảm nhận được bằng giác quan nhạy bén của mình. Trong khi đang ngồi trên ô tô tính kế, thì tên mù này đã dùng Sten để khiến cát lún, kéo chiếc xe xuống. Việc đó khiến mọi người phải nhảy ra ngoài. Lúc này không ai dám cử động một chút nào. Song Afdol đã nghĩ ra một kế sách. Anh dùng những chiếc vòng tay ném ra phía trước, khiến tên mù tưởng đó là bước đi. Ngay khi hắn gọi Sten lên thì Afdol lập tức gọi ra gà lửa. Nhưng cũng chính với giác quan nhạy bén của mình, hắn né được đòn tấn công trong gang tấc và phản công lại. Jotaro thấy bạn mình lâm nguy, liền rảo bước chạy thật nhanh đến thu hút kẻ địch. Nhưng Jotaro không phải thằng liều, anh chạy tới chỗ con chó Iggy, vì anh biết khứu giác của nó cũng rất tốt. Rõ ràng là nó đánh hơi được kẻ thù, vậy nên anh lợi dụng nó cùng con Sten biến hóa khôn lường của nó để tìm đường. Tên mù cũng chẳng vừa, hắn dựa vào khoảng cách mà Jotaro đạp đất lấy đà bay để xác định Sten của Iggy, sau đó dùng Sten tung cát lên không trung để dò vị trí. Lúc này thì không những vị trí, kể cả hình dạng cũng được tái tạo một cách hoàn chỉnh. Thế nên tên mù dễ dàng bắn rơi Jotaro lẫn Iggy. Cả hai chỉ còn cách nhau hơn 100 mét, nhưng vậy vẫn còn quá xa với tầm tấn công của Jotaro. Không để kẻ địch đắc thắng, anh liền ném con chó thẳng về phía tên mù. Bị Sten của Iggy đâm thẳng vào mặt, tên mù đánh rơi chiếc gậy và để mất dấu Jotaro. Đến khi hắn lấy lại gậy thì Jotaro đã đứng ở ngay sau lưng. Chỉ chờ có thế, Jotaro dùng bạch kim tinh knock out đối thủ. Tên mù biết mình thua cuộc nên đã tự dùng Sten kết liễu bản thân để không khai ra thông tin. Nhưng hắn vẫn tiết lộ cho Jotaro về 8 vị hầu cận còn lại ở phía trước. Những kẻ vô cùng quyền năng và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Dio giống như hắn. Sở dĩ tên mù trung thành đến như vậy, vì Dio là người đã cho hắn Sten cũng như lẽ sống. Sau đó mọi người cũng lái xe tới bắt kịp cậu. Đối thủ tiếp theo đang trực chờ cả đội là hai anh em Oingo và Boingo. Đứa anh thì có khả năng thay đổi diện mạo thành người khác, còn đứa em thì sở hữu một cuốn truyện tranh có thể tiên đoán tương lai gần. Cái gì nó đã viết trong đó thì không thể thay đổi được. Trong trang tiếp theo, cuốn truyện viết rằng hai anh em sẽ gặp nhóm Jotaro. Họ sẽ nghỉ chân tại một quán nước và dùng trà. Lợi dụng điều đó, ông anh cải trang thành nhân viên rồi tẩm độc trong trà. Nhưng ngay trước khi trà được đổ vào miệng thì Iggy đã chạy đến phá rối, khiến kế hoạch của hai anh em đổ bể. Vậy nên ông em tiếp tục vẽ chuyện. Lần này tai nạn đến với nhóm Jotaro rõ ràng hơn. Nó viết rằng ông anh sẽ chế bom rồi ném vào trong xe của nhóm. Sau đó bom phát nổ khiến Jotaro tan xác. Làm theo chỉ dẫn, tên anh trai chế bom hình quả cam và đặt nó trong xe của cả nhóm. Nhưng chưa kịp thoát ra thì Joseph đã quay về. Để không bị phát hiện, hắn đã biến đổi bộ dạng thành Jotaro. Chính lúc này, hắn biết rằng người có trong cuốn truyện với cái chết bi thảm không phải là Jotaro mà là chính mình. Sau đó hắn tìm mọi cách để rời khỏi chiếc ô tô, bởi nếu biến hình ngay tại đây thì sẽ ăn no đòn. Tiếc rằng người tính thì không bằng chuyện tính. Bằng một cách thần kỳ nào đó, quả bom lăn tới chân hắn trong khi tên anh trai đang chạy trốn. Và bùm, cuối cùng cả hai anh em nhận lấy thất bại ngay cả khi nhóm Jotaro còn chưa biết họ là kẻ thù. Người tiếp theo mà cả nhóm phải đối đầu, mà không, chính xác hơn là thứ, Sten tiếp theo mang tên Anubis. Nó ẩn mình trong một cây kiếm hắc ám. Hôm nay đã có một kẻ xứng đáng cầm nó lên và được chọn. Hắn sẽ bị thanh kiếm thao túng và hạ sát nhóm Jotaro. Hãy để kiếm sĩ giao đấu với nhau. Chaka đấu với Polnareff, một cuộc đấu công khai khi hắn đã tìm đến Polnareff. Tuy thanh bảo kiếm cực kỳ ảo ma, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu lão luyện hơn, Polnareff đã giành chiến thắng. Với tư cách là một kiếm sĩ, Polnareff trôm luôn cây kiếm làm của riêng. Anh bị nó hớp hồn, đi đâu cũng mang theo, và suýt chút nữa mất mạng khi nó đã mượn tay của tên ba bờ để ám sát anh. Tên cắt tóc này có thể lực mạnh hơn đối thủ trước nhiều, vì thế nên Polnareff khó lòng địch lại. May ở bên cạnh có Jotaro. Nói về đấu thể lực thì không ai bằng bạch kim tinh của cậu. Jotaro hạ gục tên cắt tóc và bẻ gãy thanh kiếm, tưởng rằng nó đã hết tác dụng. Polnareff cầm lên thì bị Anubis chiếm lấy tâm trí. Nó điều khiển Polnareff lôi Sten kiếm sĩ bạc hai tay hai kiếm đối đầu với Jotaro. Kết quả Jotaro bị thanh kiếm gãy đâm xuyên vào bụng. Khi lưỡi kiếm cách quả thận chừng một đốt tay thì anh dùng Sten đấm gãy vụn phần lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm còn lại và giành chiến thắng trong giờ phút sinh tử. Nhưng Anubis vẫn còn nửa lưỡi kiếm ban đầu. Hắn thu hút đứa trẻ qua đường tới nhặt mình lên, rồi điều khiển nó phi thẳng về phía Jotaro, người đang cạn kiệt sức lực sau cú đánh cuối cùng. Không biết từ đâu, Iggy chạy ra làm thằng bé sẩy chân, ném lưỡi kiếm thẳng xuống sông Nin. Giờ thì chỉ cầu cho vị thám tử nào đó sẽ ghé lại sông Nin và tiến hành nạo vét đáy hồ một lần nữa. Mọi người tiếp tục lên đường, trong khi Kaki Yoin vì vết thương khi đối đầu với thằng mù mà phải ở lại viện chăm sóc đôi mắt. Còn ở ngoài kia, trên đường đi thám thính, Joseph vì tò mò đã chạm tay vào một ổ điện kỳ lạ trên một tảng đá và khiến bản thân bị giật điện.
Ông đâu biết đó là thứ mà kẻ thù đã đặt lên. Một nữ luyện sư mang trong mình Sten đại diện cho thần mèo Bastet. Nó khiến cho cơ thể Joseph trở thành một cục nam châm di động. Sau đó, liên tiếp những tình huống giờ khóc giờ cười đến với ông. Lúc này cô gái xinh đẹp kia cũng không ngại mà lộ diện và dùng dây xích kéo ông vào chiếc thang cuốn. Nếu không có Afdol kịp thời nhấn stop thì có lẽ ông đã bị nó xé thịt. Joseph sau khi được cứu, liền cùng Afdol đuổi theo cô gái kia. Nhưng Afdol không ngờ trong lúc bấm vào nút dừng thang, anh đã chạm vào ổ điện của cô gái. Giờ thì cả anh và Joseph đều đầy tư tính và hút chặt lấy nhau, không thể chạy thêm nữa. Tình huống ngày càng trở nên gay go khi hai người đàn ông trưởng thành tay chạm tay, mặt kề mặt, càng cố gắng tách nhau ra. Tư thế của cả hai trông càng trở nên kỳ cục, đến khi mỗi người một nơi. Joseph và Afdol lại vì sự nôn nóng mà khiến bản thân bị hút vào đường ray. Ngay lúc này có một con tàu chạy phăng phăng tới. Khi không thể thoát ra, Afdol chọn cách dùng gà lửa đốt cháy đường ray để cả hai lọt hố. Vì thế mà toàn mạng khi tàu hỏa đi qua. Nếu tiếp tục đuổi theo, cả hai sẽ khó lòng mà bắt được ả. Nên Joseph nghĩ ra một cách, hai người sẽ chạy từ hai phía đối diện tạo thế gọng kìm. Đến khi đối thủ tăng tứ tính, sẽ hình thành thế bánh mì kẹp thịt. Cuối cùng, luyện sư nữ xinh đẹp bị đánh bại bởi chính Sten của mình, kẻ ngáng đường tiếp theo. Người danh ma hơn cả những kẻ trước đó rất nhiều. Hắn tên là Seth, tóc hai chỏm và sở hữu Sten đại diện cho thần bão tố. Cũng bởi cái sự danh ma này nên ngay lần đầu chạm mặt, Polnareff đã ngửi thấy mùi luyện sư, không hề chần chừ. Anh rút ra kiếm sĩ bạc để thử lòng. Quả nhiên tên hai chỏm này phải lôi Sten của mình ra. Sten đó cho phép hắn kéo dài bóng của bản thân chạm đến chân Polnareff. Nhưng đó không phải khả năng duy nhất. Khi Polnareff đuổi theo hắn, cơ thể anh dần dần thấp đi. Cho đến khi anh nhận ra thì bản thân đã trở thành một đứa trẻ. Đây không khác gì thứ thuốc mà Conan đã uống vào, ngoại trừ việc nó làm trẻ hóa bộ não của Polnareff, khiến anh dần quên đi các đồng đội. Vậy còn Sten, việc Polnareff hóa bé cũng khiến Sten của anh trở thành bé con, sức mạnh giảm đi bội phần. Dù vậy thì anh vẫn tìm ra chiến lược để đối phó kẻ thù. Biết mình không trụ được lâu, Polnareff lợi dụng lúc có người đi ngang qua, anh theo bám váy để tránh khỏi giao tranh. May sao lại được gái xinh mang về nhà tắm rửa xử lý vết thương. Đang đắm chìm trong giấc mơ có thật, Polnareff mất đề phòng và không nhận ra rằng tên hai chỏm đã lẻn vào phòng tắm từ lúc nào. Vậy câu hỏi là chị gái ngọt nước kia đã đi đâu rồi? Rốt cục hắn đã làm gì? Thì kết quả có ngay khi Polnareff lật chiếc áo 2 giây bà chị mặc lên. Bên trong còn đang thoi thóp chính là bào thai đỏ hòn. Vì không thể chạy thoát khỏi căn nhà, nên anh trốn tạm vào một cái bể cá, rồi dùng một tấm gương để tạo ảo giác, đánh lừa tên hai chỏm. Đến khi hắn mất cảnh giác, Polnareff tận dụng thời cơ, dùng kiếm sĩ mini xiên một nhát qua mũi hắn. Tên hai chỏm vì quá đau đớn nên nhảy ra khỏi cửa sổ. Không may đúng lúc Jotaro đi qua. Dù cho có biến Jotaro thành một đứa trẻ, nhưng hắn không ngờ rằng cậu đã trở thành đầu gấu từ năm mẫu giáo. Kết quả vẫn bị ăn đấm vỡ mặt. Sau khi đánh bại tên luyện sư và trở lại hình dạng trưởng thành, Polnareff gặp lại em gái tốt bụng, nhưng cậu tỏ ra chưa từng gặp nhau. Dù trái tim cậu đã rung động vì cậu biết đời bôn tẩu giang hồ nay đây mai đó, và trên vai mình cậu vẫn còn trách nhiệm phải gánh vác. Thế nên Polnareff cùng Jotaro quay về đoàn tụ với đồng đội. Lúc này ông Joseph đã sử dụng năng lực tiên đoán của mình để tìm ra hang ổ của Dio. Nhưng đó chỉ là bức ảnh chụp kiến trúc của một tòa lâu đài, nên cả đội phải ghé đây đó để thăm dò. Khi dừng lại ở một quán nước ven đường, khi nghe thấy chuyện hỏi đường, thì có một tên bảnh dai nói rằng hắn biết chính xác nơi đó, và điều kiện để hắn tiết lộ là cả bọn phải chơi với hắn mấy trò cá cược. Dĩ nhiên tên này là luyện sư. Hắn vứt ra hai miếng thịt rồi hỏi Polnareff rằng con mèo ngoài kia sẽ đớp miếng nào. Nếu anh trả lời đúng, hắn sẽ chỉ đường. Còn không, linh hồn Polnareff sẽ bị lấy đi. Cứ tưởng hắn đùa nên Polnareff ừ cho xong. Ai ngờ con mèo đớp miếng còn lại. Thế là Sten của vua cờ bạc kéo hồn Polnareff ra khỏi cơ thể. Mọi người đều hốt hoảng nhưng không dám ra tay, vì nếu tên kia chết thì linh hồn Polnareff sẽ đi theo. Cách duy nhất để cứu cậu ta là cả nhóm phải chơi cờ bạc với hắn. Nói về lịch sử của tên này, hắn có nguyên cả một cuốn album những con bạc đã thua hắn. Dĩ nhiên trong đó sưu tập những linh hồn. Nếu hắn muốn chơi, Joseph sẵn sàng tiếp đón. Lần này ông cũng mang linh hồn của mình ra, nhưng trò chơi do ông lựa chọn. Cả hai sẽ lần lượt thả đồng xu vào một cốc nước, và người nào làm nước tràn ra ngoài trước, kẻ đó thua cuộc. Tưởng rằng chọn game tủ thì sẽ khiến mình có lợi thế, nhưng Joseph không ngờ rằng thằng này quá liều. Hắn thả một lúc 5 đồng vào cốc, không chịu thua dễ dàng. Joseph thả thêm một đồng xu, đi kèm với đó là trò tiểu xảo. Ông đẩy thêm nước từ cục bông trong tay để khiến mực nước lên tới giới hạn. Và ông không ngờ rằng đối thủ của mình, hắn vẫn có thể thả thêm một đồng xu nữa. Lý do là trước khi chơi, tên ma mãnh này đã bôi một ít sô-cô-la vào đáy cốc, làm nó nghiêng qua một bên. Đến lượt quyết định, hắn để ánh mặt trời chiếu vào khiến sô-cô-la tan ra và đưa cốc về trạng thái cân bằng. Tiếc là khi Jotaro phát hiện ra, Joseph đã thua và mất đi linh hồn. Đã đến nước này, Jotaro đích thân xuất trận để cứu ông cùng bạn hữu. Game cậu lựa chọn là xì tố hay poker. Trong lần chia bài đầu tiên, Jotaro đã phát hiện ra tên này định bạc bịp nên đã bẻ gãy một ngón tay hắn. Cuộc chơi tiếp tục khi cậu gọi một thằng nhóc ất ơ và chia bài. Để tăng tính hấp dẫn cũng như công bằng, hắn chia linh hồn Afdol và Joseph ra thành 12 chip để làm đơn vị cá cược. Về luật chơi trò này, đơn giản là mỗi người sẽ được chia 5 lá. Cả hai được quyền đổi bài tùy ý một lần.
Sau cùng, bài ai to hơn người đó thắng, với lợi thế gấp đôi chip vì có hai linh hồn, mà cờ bạc tố thêm một chip để gây áp lực. Jotaro sau khi đổi ba lá thì nghĩ bài mình to nên cũng theo. Kết quả là hai đôi của hắn lớn hơn hai đôi của cậu. Ván đầu tiên, ma cờ bạc thắng và Jotaro còn lại 3 chip. Với người không biết thì cờ bạc là trò đỏ đen, còn với tên ma cờ bạc này, mọi thứ đều nằm trong tính toán. Tất cả mọi người trong quán, kể cả thằng cu này đều là người của hắn, nên đã chơi là nắm chắc phần thua. Dù vậy thì Jotaro không hề chùn bước. Ván sau, cậu không thèm lật bài mà cược nốt chip, cũng không đổi lá nào hết. Tên ma bạc sau khi làm phép có được 4 lá ca, hắn tự tin cược hết số chip của mình. Vậy nên nếu Jotaro muốn theo, anh phải cược cả linh hồn của Afdol lẫn Kakyoin đang nằm viện. Ma bạc thấy vậy thì toát mồ hôi, vì bài hắn vẫn chưa phải lớn nhất, nhưng tỷ lệ cũng rất thấp. Chưa dừng lại ở đó, trong ván bài sinh tử, Jotaro quyết định nâng cược khi kéo cả linh hồn mẹ mình vào ván bài. Lão, quá lão, và cũng rất táo bạo. Điều kiện cậu đặt ra cho đối thủ là hắn phải tiết lộ sức mạnh stand của Dio nếu thua cược. Nghe đến câu này thì ma bạc vã mồ hôi lạnh, vì điều đó thì không khác gì án tử đối với hắn. Nghĩ đến đây thì hắn hồn siêu phách lạc, cái giá này hắn không dám đánh đổi. Vậy nên Jotaro giành được chiến thắng, trong khi bài anh thực chất chả có mẹ gì. Sau khi tên ma bạc điên loạn, linh hồn mọi người được trả lại, cùng cả những linh hồn hắn nắm giữ cũng được trả về chỗ cũ. Tên cao bồi hèn nhát về báo cáo tình hình cho Dio, sau đó hắn được ra lệnh phải đích thân ra trận, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng có mà về. Tên cao bồi này vì đã chạm trán không ít lần với nhóm Jotaro nên biết rất rõ thực lực của bản thân, vì thế nên hắn đã rủ thêm thằng cu chuyện tranh đi cùng mình. Thằng nhóc thuyết phục tên cao bồi hãy làm theo chuyện tranh nếu không muốn phải trả giá đắt. Thế là cao bồi làm một việc cực kỳ ngớ ngẩn, đó chính là thọc tay vào mũi Polnareff. Như trong chuyện nói rằng sau đó cả nhóm Jotaro sẽ xuất huyết tứ tung. Ai ngờ từ đâu ra một chiếc xe trượt bánh mà đâm thẳng vào nhóm Jotaro. Vậy là cuốn sách chưa bao giờ sai. Tiếp đó, thay vì lợi dụng thời cơ, tên cao bồi tiếp tục nghe theo chỉ dẫn trong cuốn sách là đợi tới đúng 12 giờ rồi bắn đạn vào một ống nước. Bằng một cách thần kỳ, nó nảy qua nảy lại rồi chui qua đường ống nước bên kia, nơi Jotaro đang đứng. Nhưng đạn vừa mới bay ra thì ở phía này Polnareff hắt hơi khiến Jotaro bị đẩy ra, vì thế mà né được đường đạn. Thấy vậy, cao bồi bực dọc trách móc thằng bé chuyện. Nhưng sau đó hắn nhận ra hắn bắn sớm tận 1 phút do đồng hồ trên tay hắn bị nhanh. Khi đang mải tự trách bản thân, những viên đạn của hắn quay trở về phản chủ. Đó là hậu quả của việc làm trái cuốn sách, hay do Jotaro có plot armor quá mạnh. Tạm bỏ qua chuyện đó, bởi ngay sau đây sẽ đến phần mà chú chó Iggy được trổ tài. Chuyện là chú đang lang thang đái bậy trên phố thì đụng mặt phải một con chim ưng, hay chính xác hơn là một con đại bàng có stand. Nó đang canh cửa cho cung điện của Dio, và bất cứ ai có ý định xăm soi nơi đây đều bị nó xử đẹp bằng những khối băng bắn ra từ móng vuốt. Iggy trông thấy những nạn nhân xấu số thì liền giả ngu và rút lui, cho tới khi có một thằng bé vì tìm chó của mình mà chui vào trong cung điện. Dòng máu anh hùng nối lên, Iggy quay lại để bảo vệ cậu bé, và thế là cuộc chiến giữa chim và chó, giữa băng và cát bắt đầu. Đón nhận những ngọn giáo băng liên tiếp từ kẻ thù, Iggy chỉ biết chạy và tạo khiên cát chống đỡ. Đến khi bị dồn phải chạy xuống cống, Iggy vẫn không nghĩ ra cách để đối phó với con chim. Thậm chí khi bị kẻ thù đóng băng một chân, cậu đã phải hy sinh nó để toàn mạng, sau đó dùng stand để ẩn mình dưới nước và lấy oxy ở bên trên. Con chim ưng cũng không kém cạnh, với cơ thể của một thú săn mồi, nó lao thẳng xuống nước tìm nốt phần thịt chó còn lại. Tới nước này thì đã không còn đường lui, Iggy phản công lại kẻ săn mồi khi hắn không còn cơ động như ở trên mặt đất. Dù có giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể bơi vào bờ. Những dòng ký ức về anh em bạn bè chó má ùa về trong mắt cậu. May cho Iggy là thằng bé cậu vừa cứu mạng đã đuổi theo và vớt được cậu lên. Sau khi được băng bó, Iggy quay trở lại tìm mọi người. Lúc này Kakyoin cũng đã hồi phục thị lực và nhập đoàn, cùng anh em tiến tới cung điện của Dio. Cái kết của cuộc phiêu lưu đã nằm ngay trước mắt họ. Vừa mới bước vào khuôn viên, một tên hậu cận đã bay tới để chào hỏi lịch sự. Hắn là một trong hai hộ vệ còn lại, đồng thời là em trai của ma cờ bạc. Dù biết những người trước mặt đã đả thương anh mình, nhưng tên này lại không một chút để bụng. Hắn cho rằng đó là kết cục của kẻ thua cuộc. Hắn cũng chủ động lôi stand của mình ra và thể hiện sức mạnh của nó, chính là kéo người khác vào lãnh địa của mình. Giống với anh trai, Dabi có sở thích sưu tầm linh hồn của kẻ khác, cùng niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi. Có thể gọi hắn là một tên nghiện game có tài. Hắn đưa ra điều kiện để đưa mọi người trở lại thế giới thực là phải chiến thắng hắn trong trò chơi đua xe, và người được chỉ định để solo là Kakyoin. Sau khi kiểm tra thiết bị xem có cài phần mềm bên thứ ba hay không, thì cả hai lao vào cuộc đua. Với việc biết trick lỏ, Dabi vượt lên trước và liên tục vỉa đầu để Kakyoin không thể bứt lên. Anh chàng vừa mới sáng mắt cũng không vừa, cậu spam 4 nút di chuyển khiến xe quay như trong chóng và đẩy văng xe Dabi ra lề. Thế cân bằng được thiết lập. Dù vậy nhưng với quả lốc xoáy, xe của Kakyoin đã đốt nhiều năng lượng hơn đối thủ. Việc đó dẫn đến việc xe của cậu yếu hơn trong những pha tranh chấp và đã tụt lại ở phía sau. Kết quả là Kakyoin thất bại và phải chịu cảnh bị tước đi linh hồn. Lúc này Jotaro lại tiếp tục mạnh miệng nhận lời thách đấu. Giống với trò poker, Jotaro bước vào trận đấu mà chỉ mang theo sự tự tin
Cả hai sẽ thi đấu bóng chày, luân phiên giữa việc ném và đánh bóng. Sau một hồi thay đổi vị trí ném liên tục nhưng vẫn bị đối thủ bắt bài, Jotaro nghĩ rằng Stan của Darby có thể đọc vị mình, cho nên cậu nói trước cho đối thủ về nước đi tiếp theo của mình. Sau khi phân tích linh hồn, Darby biết được Jotaro đang nói thật, nhưng hắn không ngờ đến khi ném, quả bóng lại đi quỹ đạo vòng và ăn điểm. Thì ra Jotaro đã phát hiện Stan của Darby, chỉ có thể biết được đối thủ đang nghĩ gì nếu hắn đưa ra câu hỏi có hoặc không. Nhưng làm cách nào mà cậu liên tục lừa được nó lẫn Darby thì không ai biết. Quá hoảng loạn, Darby để mất điểm liên tục và mất tinh thần chiến đấu. Cuối cùng thì hắn đã tự nhận lấy thất bại và phải trả lại linh hồn Kakyoin. Đến lúc này hắn mới nhận ra từ nãy người điều khiển tay cầm là Joseph, khi ông liên kết Stan dây leo với tay cầm, còn Darby thì cứ mải đọc suy nghĩ của Jotaro. Giành được chiến thắng, ba người bước ra ngoài để đoàn tụ với những người còn lại. Trong thời gian đó, Afdol, Polnareff và Iggy đã tiến lên tầng trên, nơi vị hộ pháp cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Dio đang trấn yểm. Hắn là đá, một chiếc đầu lạnh và một trái tim không thuộc về Ice. Đá không khoan nhượng và cũng chẳng hề có khiếu hài hước. Ngay khi hắn xuất hiện, đá kích hoạt Stan và kết liễu Afdol trong một nốt nhạc. Chính xác là cơ thể Afdol đã bị Stan của hắn nuốt vào một chiều không gian riêng, vĩnh viễn tan biến. Ngay sau đó, hắn lại chui vào vùng không gian hư không, khiến Iggy không thể đánh hơ ra được. Đó chính xác là một Stan bất khả chiến bại. Về mặt tấn công, Stan của đá cho phép nó cuộn tròn thành một quả bóng hư không. Nó lăn đến đâu, vật chất tan biến tới đó. Không những thế, chính đá cũng có thể tự chui vào Stan và lẩn trốn. Vì thế nên việc đáp trả là không hề khả thi. Vậy nên Polnareff và Iggy phải ba chân hai cẳng đi chạy vị trí để nghĩ cách. Và rồi chú chó Iggy nghĩ ra một cách. Nó biến đổi Stan của mình thành hình dáng Dio để qua mặt đá. Nhưng hắn biết Dio sẽ chẳng bao giờ bước xuống căn phòng đầy nắng vàng này, vì cơ thể Dio vẫn là ma cà rồng, sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó hắn trút cơn giận lên Iggy, đá nó như một con chó. Polnareff dù hết sức phẫn nộ nhưng anh vẫn bình tĩnh nghĩ ra chiến thuật. Anh sử dụng kiếm đánh tung cát, bụi mù căn phòng, vì Stan của tên đá nuốt mọi thứ trên đường hắn đi. Vì thế nên Polnareff đã đoán được quỹ đạo bay của hắn và xuyên qua cuống họng của hắn một nhát, không hề tỏ ra nao núng. Đá kéo tay còn lại của kiếm sĩ bạc vào hố đen. Nếu Polnareff không rút kịp, có lẽ anh đã mất cả bàn tay. Tình thế ngày càng trở nên hiểm nghèo khi Polnareff bị đá khép góc ở giữa phòng, càng ngày càng hẹp. Với cơ thể trọng thương, anh bất lực nhìn quả bóng hư không tiến về phía mình. Có lẽ sắp tới giờ Polnareff đoàn tụ cùng bạn hiền Afdol. Trong giờ phút nhắm mắt xuôi tay, Polnareff bất ngờ được hai cánh tay đứt lìa của Afdol cùng Stan Iggy cứu mạng. Cho dù lục phủ ngũ tạng đã dập nát, nhưng chú chó vẫn dành chút sức lực cuối cùng để cứu anh. Và cũng chính lúc này, Polnareff đã nhận ra đối thủ đã nhận máu của Dio, nên anh bắt đầu đục tường để đón nắng vào. Đó là cách anh đã đánh bại đối thủ. Ở trên trời, Polnareff nhìn thấy linh hồn người bạn cùng chú chó trung thành. Nhưng giờ đâu phải là lúc để khóc thương. Polnareff tiếp tục tiến lên tầng trên, nơi anh đã chạm mặt chúa tể Dio, tên boss cuối cùng. Chẳng biết có phải do mất quá nhiều máu nên ping đỏ hay không, mà Polnareff cứ đi được vài bước lại thấy mình giật lại phía dưới. Đang chuẩn bị giao chiến với nhau thì nhóm ba người Jotaro phá tường bước vào. Khi thấy ánh mặt trời ló dạng, Dio vội vàng rời đi. Còn Polnareff hoảng sợ kể cho mọi người về Stan của hắn, thứ khiến cậu ping đỏ như dùng mạng bốn chữ. Đem theo sự tò mò, cả nhóm tiến lên tầng thượng, nơi Dio hay nằm trong chiếc quan tài. Joseph yêu cầu tên thuộc hạ mở nó ra, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, khi chưa ai kịp thấy gì, thì tên kia liền lập tức xuất hiện trong quan tài. Còn Dio đã ra ngoài từ lúc nào không hay, cảm thấy nguồn sức mạnh này quá lớn. Mọi người kéo nhau ra bên ngoài, bởi ít nhất vẫn chưa ai biết được sức mạnh Stan của Dio, một thứ mang quyền năng quá khủng khiếp. Và cũng một phần hoàng hôn đang dần buông, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu giao chiến với Dio vào bình minh. Tên ma cà rồng sau khi bị luộc hết thuộc hạ cũng chẳng còn sự kiên nhẫn. Hắn chính thức xuống phố với quyết tâm tận diệt dòng tộc Joestar. Dio lên xe của một tên thượng nghị sĩ và bắt hắn chở mình đuổi theo xe của Joseph. Lúc này nhóm Joseph chia hai, ông đi cùng Kakyoin, còn hai người kia tạo thế gọng kìm. Sau một hồi trao đổi chiêu thức và bị đấm vỡ mồm, Kakyoin phát hiện ra Stan thế giới của Dio có tầm hoạt động ngắn và chơi tay bo. Vì thế cậu cùng ông Joseph rời ô tô để tấn công hắn từ xa. Kế hoạch của cậu là sẽ răng lục bảo của mình thành một mạng lưới vây quanh Dio, từ đó phát hiện nhất cử nhất động của hắn lẫn Stan. Tới khi địch mắc bẫy, cậu làm một đòn phủ đầu bằng hàng trăm viên đạn đá. Nhưng đó cũng là lúc Dio kích hoạt thế giới. Ngay lập tức Kakyoin bị đánh bật ra phía sau cùng một khoảng trống trong lòng. Và không ai, dù cậu hay Joseph, nhận thấy điều gì vừa diễn ra. Kakyoin rơi vào báo động đỏ. Não của cậu bắt đầu flashback về cuộc đời và gia đình mình. Giữa dòng suy tư, Kakyoin lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng để suy luận sức mạnh Stan của Dio. Cậu nhìn lên đồng hồ, không có một độ trễ nào từ lúc cậu ra chiêu cho tới lúc cậu nhận lại sát thương. Phải chăng sức mạnh của thế giới chính là đóng băng thời gian? Đó là lý do không ai thấy đòn tấn công từ hắn. Bằng chút hơi thở cuối cùng, Kakyoin bắn đá thẳng vào chiếc đồng hồ, mong rằng Joseph có thể hiểu được ẩn ý của mình. Sau đó Kakyoin chính thức nhắm mắt, không phụ lòng của ông cháu. Joseph với bộ óc già đời, ông không mất nhiều thời gian để phán đoán ra. Và thay vì đứng đối phó với hắn, Joseph dùng dây leo tới báo cho hai người còn lại.
Ngay trước khi nói dứt câu với Jotaro về sức mạnh của thế giới, thì Dio đã kích hoạt stem một lần nữa, dừng thời gian trong 5 giây và phi một con dao vào cổ ông. Tiếp tục người thứ hai ra đi trong chớp mắt. Giờ đây Dio tự đắc đứng trước mặt một Jotaro còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nhưng Jotaro đã biết stem của đối thủ là cùng loại với mình. Mỗi tội là có sức mạnh thời gian thì cậu chưa biết. Nên là Jotaro gạ kèo Dio tắt skill đi chơi đấm chai. Tên ma cả rồng cũng hoan hỉ so găng với cậu trai trẻ. Càng đánh, Bạch Kim Tinh càng tỏ ra yếu hơn so với thế giới. Bắt lấy thời cơ, Dio khởi động thời gian ngừng trôi để kết liễu Jotaro. Nhưng ngay khi ra đòn trong không gian đứng yên, hắn thấy ngón tay của Jotaro động đậy. Dio lần đầu thấy việc này xảy ra nên có chút hoảng sợ. Hắn sợ rằng stand của Jotaro có khả năng giống mình. Đi khi hắn thử lại một lần nữa, thì như có giác quan người nhện, Bạch Kim Tinh của Jotaro bỗng tỉnh lại trong chốc lát, đấm thủng bụng hắn trong lúc thời gian đóng băng. Dio ngã nhào xuống đất và mất chút thời gian để hồi phục. Ngay sau đó hắn quay trở lại tiếp tục tấn công Jotaro, vì cho rằng stand của cậu mới chỉ dừng thời gian được giỏi lắm là 1 giây. Vậy nên lần này Dio sẽ ném hàng chục con dao từ xa về phía cậu. Quả nhiên Jotaro không đánh bật lại được hết, phải chịu một lượng đam không hề nhỏ. Biết mình vẫn không phải là đối thủ của Dio, nên Jotaro giả chết. Thấy con mồi nằm yên một chỗ, Dio vặt biển báo bên đường, toàn là một cú cẩu đầu chạm. Thì ngay khi hắn vung đao, Polnareff bất ngờ xuất hiện, xiên thẳng một kiếm vào não. Dù thế nhưng Dio đã kích hoạt thế giới trước khi não bị tổn thương và đánh trả lại kiếm sĩ người Pháp. Ngay sau đó Dio lại biến về phía Jotaro. Lần này hắn cẩn thận lắng nghe nhịp tim để tránh phát ra dấu hiệu của sự sống. Cậu đã dùng Bạch Kim Tinh bóp chặt trái tim mình lại. Chỉ chờ có thế, Dio bất cẩn tiến tới Jotaro mà không sử dụng stem. Jotaro bắt lấy thời cơ, tung một cú trời giáng vào mặt kẻ thù. Lợi dụng Dio đang choáng váng, cậu liên tiếp ra đòn khiến hắn không thể sử dụng stem. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, Jotaro đã đánh bật Dio ra phía xác của ông Joseph. Và điều đó đã giúp hắn uống máu của người nhà Joestar. Giờ đây cơ thể Dio hòa làm một với phần thân dưới của mình. Hay nói cách khác, hắn trở thành phiên bản hoàn hảo. 2 giây là giới hạn hiện tại của Jotaro, còn 9 giây là khoảng thời gian Dio có thể đóng băng. Nếu không dùng stand hợp lý thì Jotaro chẳng thể nào có cửa. Với 7 giây chênh lệch, Dio ném thẳng một chiếc xe lu thẳng vào Jotaro. Nhưng Jotaro đã đợi đến đúng giây thứ 9. Khi bánh xe chạm đất, cậu kích hoạt Bạch Kim Tinh và thoát khỏi xe lu trong 1 giây. 1 giây còn lại, khi Dio đang trong thời gian đóng băng, Jotaro tiếp cận và đá gãy hai chân hắn. Dio bị văng ra xa, mồm thì méo sạch đi vì không ngờ làm ma quỷ cả trăm năm, tự nhiên bị thằng nhóc outplay chỉ trong một đêm. Còn Jotaro mang theo phong thái tự tin chậm rãi bước tới phía Dio. Cậu sẵn sàng để hắn hồi phục cơ thể, rồi làm một đòn kết liễu công bằng. Quả nhiên với khuôn mặt lạnh băng, Jotaro tách đôi Dio bằng một cú đấm. Sau khi giành được chiến thắng, Jotaro mang xác ông ngoại lên xe cứu thương. Cậu yêu cầu các bác sĩ truyền máu từ Dio ngược lại. Quả nhiên Joseph đã tỉnh lại. Sáng hôm sau, hai ông cháu mang phần xác còn lại của Dio tiêu hủy ngoài ánh nắng. Sau đó đoàn tụ cùng Polnareff. Joseph rủ ông cháu người Pháp qua ở chung, nhưng Polnareff vẫn chọn đi về quê nhà. Dù giờ đây anh chẳng còn gia đình, và thế là nhóm 5-6 người giờ đây chỉ còn 3. Cuối cùng cũng tiêu diệt được tên ác ma Dio. Ở quê nhà Nhật, cô con gái Holly, mẹ của Jotaro đã tỉnh lại. Đó là kết thúc của phần thứ 3 trong cuộc hành trình kỳ lạ của Jojo. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.